Vậy nếu ông thích ông mua chung cư là được. À, là có tiền mua chung cư không? Dạ có chứ. Ờ thì đó. Em đang mua chung cư mà. Ừ vậy đi, rồi nói chung là có khả năng có điều kiện. Dạ. Mức sống mà cơ bản nhà cửa thì à, được. Dạ, ổn dạ, phải dạ, không? Dạ, được, được. Và bây giờ thì đến với phần mai mối. Chàng trai ngồi đây nãy giờ nghe là bầu bịt mặt khó chịu quá. Tôi cho đợi thêm chút nữa. Rồi mời em gái. Em gái ta ngồi đợi sớm giờ ta chưa nói tiếng nào nè. Xin mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Wow. Sao qua cái vụ gì? Nhìn chị ở ngoài đẹp hơn trong hình. Phải không? Trời ơi. Sao nói mà giống như nói xạo vậy? Ủa em nói xạo hả? Nói thiệt không? Em nói thiệt chứ, em luôn luôn nói sự thật. Nói thiệt sao không dám nhìn mặt đối phương? Dạ dạ. Rồi lành quá. Em tên gì? Dạ Đinh Ngọc Tuy. Đinh Ngọc Tuy. Dạ. Nhiêu tuổi? Em sinh 82 chị. 82 là 38 tuổi. Dạ em gốc Thanh Hóa. Ừ. Dạ. Mà vô đây thì lâu, em vô đây gần 30 năm. Ồ, gần 30 năm rồi. Còn ai ngoài Thanh Hóa không? Dạ Thanh Hóa nó còn chủ yếu là dì chú thôi. Còn ba mẹ? Ba mẹ chuyển hết vô đây rồi. Rồi, đang làm công việc gì? Em là bên sản xuất kinh doanh đồ gỗ. À, mình làm công ty hay làm tư nhân hay là làm dạ, gì? Mình mở công ty luôn vậy. Dạ. Mình mở công ty luôn. 38 tuổi đúng rồi, tuổi dạ. Này ta còn đàn cháu đóng làm xui luôn rồi. Dạ. Giờ công việc ổn định chưa? Dạ cũng tương đối ổn định, nhưng năm nay thì nó hơi vất vả tí. Mà mình đang sống với ba mẹ hay là mình sống riêng? Dạ đang sống ba mẹ. Ừ, nhà đông anh chị em không? Nhà em được 6 anh chị em tách ở riêng hết. Còn mình em ở với ba mẹ thôi. Dạ đúng rồi. Không cho ra ngoài. Lý do sao không cho ra ngoài? Tại em đi là còn không ngoài hết. À, vậy mốt lấy vợ về là sống chung với ba mẹ luôn đúng không? Nói chung cũng căn cứ tình hình thực tế thôi. Cái tình hình thực tế là có cái gì bất ổn? Dạ, nếu không mấy thì mình ở riêng cũng được. Ở riêng ai ở với ba mẹ? Thì bởi vậy nó khó. Vậy thì thực tế gì nữa? Thực tế là giờ ba mẹ ở có mình. Thì đó có nghĩa là thực tế mà nghĩa là mình dung hòa là cái mối quan hệ được á, thì là tốt. Rồi rủi không được. Được thì cực chẳng đã thì thôi. Mình nói là chia tay thôi. Tại ông bà già. Trời đất ơi. Người bất hiếu. Đầu nó mất dạy gì? Bây giờ thí dụ như không ổn rồi làm sao? Rồi mình rồi mấy anh chị em kia có thương lượng ai về ở với ba mẹ được không? Vì trước ấy em đã thống nhất ông bà già, nếu mà không được thì mình ăn ở riêng. Trời ơi. Quyết định vững chân vững chân. Mà có nói trước luôn, rủi con lấy vợ về mà ở với ba mẹ không được là con ở riêng luôn hả? Nói chung là tính em thời thẳng, có gì mình nói vậy thì nói chung những cái về sau thì nó dễ. Trời đất, ba mẹ lớn tuổi chưa? Dạ lớn á, cũng gần bảy mấy hết. Trời ơi, ba mẹ lớn tuổi ở trong nhà cho vui, có cháu có chắc thì ba mẹ coi chừng phụ. Ở với ba mẹ sướng chết. Nhiều khi bên dâu khó. Trời ơi, dâu con gì cái thời buổi này đơn giản quá mà. Rồi thôi trời, chào em gái nè. Dạ em chào chị Cát Tường. Rồi em tên gì? Dạ em tên là Phạm Thị Bích Lên. Phạm Thị Bích Lên. Rồi. Dạ năm nay em 30 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng. Em sinh ra ở Quảng Ngãi và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. À, mình đông anh chị em không cưng? Dạ nhà em có ba anh chị em là con cả. Con cả? Dạ. Là hai em chắc cũng chưa lập gia đình hả? Dạ có một em kế em là lập gia đình rồi. Vậy là chị chậm hơn rồi phải không? Dạ. Mẹ hối dữ chưa? Gia đình hối dữ chưa? Dạ cũng có rồi. Cũng có hối rồi. Dạ. Bây giờ mình đang sống với ba mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Còn ngoài quê mình còn ai không mà vô đây hả? Dạ ngoài quê là còn ông bà. Vẫn còn ông bà? Dạ. Ông bà ngoại, ông bà nội? Ngoại nội luôn. Trong nhà là mình để chị cả mà em lấy rồi thì chắc mình cũng bị hối thúc nhiều ha. Dạ. À, mình đang làm cái công việc gì em? Em làm bên văn phòng ở trường học á chị. Mình làm về sổ sách đồ. Dạ kia. Đúng rồi. Dạ. Công việc ổn định không? Làm công việc đó dạ, lâu chưa? Dạ ổn định lâu rồi chị. Em thấy cái điểm mạnh của em trong công việc là gì? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là chịu khó lắng nghe. Ừ. Còn điểm yếu là em dễ bị phân tâm á chị. Ừ. Đôi khi em cũng ít nói. Bù lại chắc anh này có vẻ nói nhiều nè. Bên này người ta thì mỹ nít nè, ít nói nè. Ông này có vẻ lanh nè. À, nhiều em khi đúng đài, đúng đài em im lắm. Ủa vậy hả? Gì kỳ vậy? Người ta đúng đài người ta mới nói không? Đúng đài im là sao? Đúng đài em nhường người ta nói. À, không cảm... Mình muốn tìm hiểu người ta, mình phải nhường người ta nói. Lanh lắm. Rồi, thế bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì? Em thì nói chung là em thẳng tính. Rồi. Em có thể làm việc độc lập được. Ừ. Điểm yếu thì do thẳng tính thì nên tính em hơi nóng. Nhưng mình nói chung là theo năm tháng thì nó giảm nhiều rồi. Kèm được không? Dạ khách hàng họ chửi quá mình phải kịp. À, không kèm được hư bột hư đường hết à. Đến họ complain nhiều lần là tự động mình hạ xuống. Có nói là môi trường là nó bắt buộc mình phải kèm mình ha. Dạ, dạ. Thì cũng tốt. Trong công việc nóng quá nhiều khi mất cũng mất việc. Dạ, mà trong tình yêu gia đình cũng vậy, nóng quá nhiều khi hư bột dạ, hư dạ. Đường hết. Tình trường sao? Mấy mối tình rồi? Em mà chính thức khám mối tình rồi. Tình thời sinh viên thì nghĩ là tốt nghiệp xong thì em ông già ông bị phá lên Củ Chi luôn. Ừ. Em vô xưởng nó khoảng 7 giờ sáng á, ra xưởng nó khoảng 10 giờ rưỡi hoặc 1 rưỡi tối á. Một tháng là 31 ngày là hết 31 ngày. Ừ. Tết nhất thì mình ở trên đó luôn nên thôi là bạn kia là chịu không xiết rồi. À bạn bỏ bề bạn gái quá chia tay luôn. Dạ chia tay. Rồi. Rồi cái mối sao?
Hôm sau thì do nói chung là cái tính của họ là em nghĩ nó không hợp với tính mình. Tính sao không hợp, người ta sao mình sao mà không hợp. Tính mình nói chính xác là bánh bèo quá. Bánh bèo là sao? Ví dụ cô làm gì, cô lằn nhằn lè nhè hay là cô cái gì? Có nghĩa là mình đi làm mệt về thì họ biết thông cảm với mình tí. Nghĩa là em làm mệt về thì nghĩa là em mà quên nhắn tin mà chút á là mai là chặn hết, nghĩa là chặn hết toàn bộ Facebook, Zalo chặn. Quên chút cũng ngon, quên chút đi chơi vui vẻ đó hả? Dạ. Kỳ vậy? Em chịu được 2-3 lần rồi thôi, em kêu xác định là thôi cái tính này nó không phù hợp với mình rồi. Mối quan hệ đó quen được bao lâu? Dạ cũng được gần hơn 1 năm. Hơn 1 năm, cũng chịu đựng dữ quá ha. Không, thời gian đầu thì cũng bình thường, đằng sau sao? Em đi bỏ bê cổ quá, cô bực mình vậy đúng rồi. Dạ đâu có chứ. Từ sau cái vụ mà đầu tiên là em chịu khó em dành thời gian. À, rồi từ đó đến nay bao lâu rồi? Được gần 1 năm vậy. Gần 1 năm này chưa có ai hết. Dạ. Bây giờ nếu được chuyện nào đám cưới? 6-7 tháng gì? Quyết chí nha, quyết tâm phải chịu khó nha. Dạ. Bạn em đứa toàn năm con học lên năm lớp 5, lớp 6 rồi chứ. Đúng rồi. Thế còn lên thì sao cưng, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ 2 mối tình. Ừ. Mối tình thứ nhất là cái người đó không nghĩ xa. Còn mối tình thứ hai thì do không hợp về đạo. Với lại người đó cũng lăng nhăng. Dạ. Là em có đạo người đó không? Người đó có đạo em à, không người đạo. Đó có đạo. Em có đạo gì không? Em chứng minh nhân dân tôn giáo không. À rồi, coi như là được. Về cái đạo thì không có sao. Rồi quen nhau được bao lâu rồi chia tay? Dạ hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Những cái chuyện đạo là mới quen là biết rồi, tại sao mà kéo dài chia tới 1 năm? Được không được thì tính sớm đi. Do người đó chị kiểu như không có tin em là có niềm tin hai người cùng một hướng. Nhưng mà em có nói với ảnh, hứa với ảnh là lấy nhau thì em sẽ theo đạo ảnh không? Có, em có hứa rồi, ảnh cũng lăng nhăng nên là... À có do lăng nhăng thôi đúng không, chứ thật ra cũng phải do cái chuyện đạo mà do ảnh lăng nhăng đúng không? Dạ. Rồi chia tay được bao lâu rồi? Dạ mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi, dứt chưa, còn qua lại liên lạc gì nữa không? Không còn liên lạc. Không còn liên lạc gì nữa hết. Rồi giờ em muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào? Chừng chả có nghĩ xa, người mẫu người của gia đình ấy chị. Không có keo kiệt, gia trưởng, có chứng kiến. Về ngoại hình, có yêu cầu gì là không? Là ưa nhìn là được rồi. Cao, thấp, mập, ốm. Cao gì? Hơn em là được rồi. Rồi, có điều gì em không thích ở người đàn ông không? Là cờ bạc, hay đi rượu chè nhiều, giao tiếp nhiều quá. Không có chứng kiến gì. Không, ông này cũng thẳng thắn mà có chính kiến dữ lắm. Rồi bên đây thì có rượu chè cờ bạc gì không? Dạ không, em không muốn thuốc. Đó bị ba đài biệt xứ rồi đi làm lâu kiếm tiền sớm đúng không? Chắc cũng không ăn chơi gì đúng không? Dạ không, hồi đó không có tiền còn chơi chứ hồi đó. Bây giờ có tiền rồi có chơi không? Dạ không, em xác định là mình tiền dùng mục đích khác, mình đang chơi. Đầu tư phát triển. Em thì em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Hướng một người phụ nữ mình là hướng truyền thống một tí thôi, nghe không? Truyền thống một tí. Tí thôi. Còn phụ nữ bây giờ thì đương nhiên là mình phải dung hòa cái mối quan hệ. Ai cũng vậy, có nghĩa là trong gia đình và trong xã hội mình phải dung hòa nó. Nghĩa là một người phụ nữ mình có thể mình mang nét truyền thống mà vẫn lai lai hiện đại vậy. Khó quá, bởi vì truyền thống còn lai lai hiện đại nữa. Mà giờ em nghiêng về truyền thống hay là nghiêng về hiện đại? Mình chọn truyền thống. Chọn truyền thống. Thế nên em tự đánh giá mình là mình nghĩ mình là người phụ nữ truyền thống hay là người phụ nữ hiện đại? Dạ em truyền thống nhiều hơn. Hồi nãy anh có chia sẻ cái đoạn đầu về cái chuyện mà làm dâu á, thì em có suy nghĩ như thế nào về cái chuyện làm dâu? Em làm dâu được chị. Người truyền thống mà. Đó, làm dâu được. Em nghĩ sao về cái chuyện sống thử trước hôn nhân? Em không có chấp nhận chuyện sống thử trước hôn nhân. Không chấp nhận. Rồi những người bạn trai trước có người nào mà đòi hỏi vượt qua cái giới hạn trước hôn nhân? Dạ, không có người nào. Không có người nào luôn. Dạ. Quen nhau gì 1 năm mấy, 2 năm mà không làm gì hết? Hay là người ta có làm em không cho? Em giữ truyền thống hay là những người đó cũng không có là không có làm gì luôn? Không có làm luôn chị, chỉ đi chơi ấy. Đi chơi vậy thôi. Có hung nụ hôn? Dạ có. À, vậy nhẹ nhàng thôi. Dạ, đúng không? Đúng. Còn quyết định là truyền thống là coi như là không có thích sống thử trước hôn nhân. Dạ. Quan điểm của em là sống thử trước hôn nhân là mà kết quả sau cùng là người phụ nữ là chắc chắn là người chịu thiệt. Đúng rồi. Đó, chính xác. Thì cho nên như vậy là mình trong quá trình yêu đương, dạ, chăm sóc thôi, không được quyền đòi hỏi quá đáng. Đúng chưa? Dạ. Phụ nữ ta thiệt thòi quá mà. Rồi bây giờ tôi hỏi câu cuối trước khi cho hai người nhìn nhau nè. Ra đời sớm, đi làm từ lúc nhỏ, giờ có để dành được cái gì chưa? Của cải, tôi hỏi thẳng câu, tiền bạc có chưa để lấy vợ lo cho vợ con? Dạ, có. Câu vừa đủ xài chị. Câu vừa đủ xài, vừa là vừa sao? Nhà cửa có chưa? Dạ có rồi. Là nhà riêng nha, tôi không nói nhà ba mẹ nha. Nhà riêng thì có là được. Có đất. Có luôn. Có đất có nhà. Có đất có nhà, đó. Giờ nhà đó lên đất đó để làm gì? Đất đó ông già ông cho mà hiện giờ là em chưa ấy thì em cho ông anh em ở. Rồi mai mốt ví dụ ở riêng ra đó ở đó hả? Nói chung ở với ba mẹ. Em nghĩ nếu ông thích ở mua chung cư ở được. Là có tiền mua chung cư không?
Dạ có chứ. Thì đó. Em đang mua chung cư mà. Ừ vậy đi, rồi nói chung là có khả năng, có điều kiện. Dạ. Mức sống mà cơ bản, nhà cửa thì là được. Dạ, ổn dạ, phải dạ, không? Dạ, được, được. Trời ơi, không đưa tấm hình này chi vậy? Cho người ta biết ổng hả? Để đó. Đây, có ảnh ở trọng đó, em có hình không? Dạ có. Kiếm đi, có cổ ở trọng á. Có gợi ý gì không em gái? Người phụ nữ truyền thống, em cao mét mấy cưng? Dạ em cao mét 5 chị. Mét 5, người phụ nữ truyền thống, tóc dài. Rồi coi đi, ai cũng tóc dài hết. Anh nào? Anh này chị. Anh này phải không? Chắc chưa? Chắc rồi. Rồi giữ đi, kiếm anh đó tôi gả cho. Bên đây, có chưa? Hay quá. Rồi. Em cảm nhận em thích em chính xác. Cảm nhận, rồi bây giờ mời hai bạn nhìn về cửa trái tim. Tường cho hai bạn xem nha. Nhìn đi, nhìn coi đúng không? Cô này nè. À đây. Được chưa? Rồi bây giờ gặp mặt trực tiếp rồi, chào hỏi đi kìa. Chào anh. Rồi biết ảnh là anh nào chưa? Anh này không chị? Hả? Trời đất ơi, ổng đây nè. Nhìn vậy mà còn nhìn chưa ra ổng nữa. Đúng không? Dạ. Ờ. Rồi tặng em. Dạ. Mong em luôn xinh tươi như bông. Dạ, em cũng có món quà tặng. Rồi cảm ơn. Rồi ngồi xuống đi rồi nói chuyện tiếp. Quà gì vậy em gái? Dạ đó là quyển sổ tay ghi lại những kỷ niệm đẹp. Ghi lại những kỷ niệm đẹp. Daily plan, những kế hoạch trong ngày. Dạ, chính xác. Tình yêu hai đứa nha, đừng ghi chỗ cô khác vô trong cuốn này nha. Vậy tội lỗi lắm á. Cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy nhau như thế nào? Lên là hình như tính đúng thì lên nói luôn. Nói chung là lên nó ít. Chính xác. Dạ. Còn em thấy anh đó nói nhiều lớn hơn em, lớn ấy. Là đúng người truyền thống luôn, rụt rè, áo dài truyền thống luôn, mặt mày hiền lành luôn. Nghĩa là cảm nhận đầu tiên thì lên là có nghĩa là thiên về mẫu người phụ nữ truyền thống. Có thể là tính anh em là đoan trang thì bị là cảm nhận đầu tiên thôi. Từ từ tính tiếp ha. Dạ, đúng rồi. Từ từ rồi. Tìm hiểu sau. Rồi bây giờ thì Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn tìm hiểu nhau kỹ hơn một chút. Mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng My Mother. Mời hai em nha, đây là một cái món ăn rất là đặc biệt nè. Đây là miếng xào thịt cua ngũ sắc. Đây là một cái món ăn rất là quen thuộc của người Việt Nam mình luôn. Sợi miếng thì nó dài, rồi nó hòa quyện với vị ngọt ngào đậm đà của thịt cua và ngọt thanh đầy màu sắc của rau củ. Ăn cái này cũng giảm cân nữa, mấy cô gái thích lắm mà ngon, đầy đủ chất bổ, chất dinh dưỡng luôn. Vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút chị Tường quay lại ha. Dạ, dạ. Chúc hai bạn bữa ăn trưa ngon miệng. Cứ tự nhiên đi, tự nhiên ở nhà hàng. Sao cả? Lên là dạy học bên đâu? Dạ không, em không có làm, không có dạy học. Em chỉ là bên bộ phận. Bên văn phòng là làm ở quận mấy à? Dạ ở quận Phú Nhuận. Phú Nhuận gần anh đó chứ. Anh ở Bình Thạnh á. Dạ. Công việc của anh là kinh doanh lại. Vậy là chắc đi tiếp khách nhiều. Có nghĩa kinh doanh là mình mở cái cửa hàng. Có nghĩa anh có xưởng, anh làm đồ, cho nên ra anh bán. Nhưng mà có đi giao lưu hay là nhiều không? Giao lưu nói chung là không nhiều lắm. Anh chạy dự án anh bán cửa hàng là nhiều, mấy dự án đánh dự án chung cư nhà phố á. Nếu mà lập gia đình á, có san sẻ việc gia đình không? Có chứ, trời giờ nữ mình san sẻ chứ. Anh thua lại em có tạo điều kiện anh san sẻ hay không? Anh có thể tự lo cho bản thân anh được không? Anh lên cuộc chơi anh sống của mình anh á, nấu cơm giặt đủ cho nó đó, nuôi 4 con chó á. Anh đi nấu cơm nấu chợ để cho chó ăn nữa, tại vì mình nếu mình ăn ngoài á là chó không có gì ăn hết á. Mình phải nuôi mình giữ xưởng đó. Mình tự mình làm ăn, làm nấu ăn, giặt giũ, quét xưởng vậy đó. Giờ ba mẹ anh là giờ là ở nhà hay là đi làm gì? Bố thì về hưu lâu rồi, ba mẹ hưu lâu rồi. Mẹ thì ở nhà bán đồ bia với đồ tạp hóa. Tại nhà bán bằng tiền thì bà già cũng tranh thủ kinh doanh. Mẹ bán bia con có uống bia dữ không? Dạ không. Hôm nay đi ghi hình có ai đi theo ủng hộ? Dạ không. Em gái đi có ai đi theo ủng hộ? Dạ em có bạn. Có bạn đi theo ủng hộ nữa. Rồi bây giờ mời em gái vô đây, em gái vô đây cưng. Vô đây cưng, vô đứng đây đứng này. Em giới thiệu về mình đi cưng. Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh. Lại chào mọi người. Em tên là Bích, em là bạn của Lan. Hai đứa chơi nhà bao lâu rồi? Em học là bạn học chung ngành bên cao đẳng. Tên là người như thế nào lộn? Dạ, Lên thì Lên khá là hiền. Nói chung là hiền cũng là tiếp truyền thống mà Lên em thấy Lên hiền quá thì kiểu như người ta sẽ dễ kiểu như hơi sẽ dễ lợi dụng Lên á. Thật lòng mình thấy anh này có phù hợp với bạn của mình không? Em thấy sẽ không phù hợp lắm.
ở chỗ nào, ở cái điểm nào? Có lẽ tính cách hai người hơi đối lập một tí, nhưng mà em thấy anh có một cái điểm á là anh có thể tự lập á, là cái việc nhà thì có thể chia sẻ. Như bạn em thì nấu ăn khá là ngon, rồi nói chung là còn cái việc ở ngoài xã hội á thì bạn em sẽ ít tham gia. Theo em thì nếu có cơ hội mình vẫn cứ thử, tại vì nhiều có những cái mối quan hệ mình không biết được, giống như mới đầu mình thấy tưởng không hợp, nhưng mà đến khi mà mình tiếp xúc, mình trải qua nhiều cái thì nó lại hợp không tưởng. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà thật sự đây là chị đánh giá một cô bạn rất là chân thành với em đó. Thường thường lên đây để thấy bạn bè lên đây đa số là toàn ba phải không hả? À, nhận xét đối phương là thấy em thấy cũng được, em thấy cũng hợp, cho nhau cơ hội, nhưng mà cô này thật sự là thân với em và thương em đó, có những cái để cho em suy nghĩ đó, chừng mực. Rồi cảm ơn em gái với một cái lời nhận xét rất là chính xác. Chị cũng thấy như vậy. Rồi để về đi, rồi chị sẽ nói thêm vô cho thêm một cơ hội nữa, bốc thăm câu hỏi chơi, mỗi người một câu. Rồi em trai đọc trước, hỏi bạn gái trước đi. Bạn là người thích chủ động trong chuyện tình cảm hay là thích đối phương chủ động? Không biết câu trả lời quá. Biết câu trả lời rồi phải không? Hiểu quá. Dạ, em thích đối phương chủ động. À, biết em nghĩ mình có thể chủ động trong những một vài cái điều gì mà mình thật sự muốn không? Ví dụ như ngày đó là mấy cái ngày lễ quan trọng, có một số người ta không biết cái đó. Em có thể chủ động cái đó được. Em có thể chủ động là thổ lộ với ảnh, hoặc chúc mừng ảnh, hoặc tặng quà cho ảnh. Ví dụ như vậy, đúng không? Ví dụ như em thích ảnh, hoặc là em muốn ảnh làm cái gì đó, em có chủ động nói không? Hay là em muốn im lặng mà người ta phải hiểu mình, em có thể nói ra không? Ờ anh ơi, em muốn anh vậy kia, hay em không muốn cái này cái nọ, em có chủ động không? Em sẽ gợi ý chứ không em im lặng. Gợi ý mẹ mẹ, nhưng mà mình cũng phải chủ động một xíu. Tại cuộc đời của mình mà, nếu mà mình thụ động quá là người khác người ta sẽ sắp xếp và người ta sẽ lái cuộc đời của mình theo một cái hướng người ta muốn. Yeah. Thật sự em truyền thống quá đó, nó cũng là cái bất lợi của em đó. Em không có va chạm, em không có tiếp xúc, em không mở, em không đi ra ngoài, thì đôi lúc là khi mình gặp một cái sự cố nó xảy ra, em sẽ không có cái kinh nghiệm sống để mình ứng xử. Đọc lên câu hỏi của em coi. Nếu như bạn được đối tác rủ đi bia ôm, bạn sẽ xử lý như thế nào? Em là con lăn lộn ngoài đời nhiều, hợp đồng ký kết cũng làm chính xác nhiều, thì chắc chắn là em cũng không có tránh khỏi những cái chuyện mà ăn nhậu đề giao tiếp ngoại giao, đúng không? Dạ chính xác. Cái này là nói chung là cũng phải biết đánh giá, cái là mình phải đánh giá ngay là đối tác này thực sự là họ đúng thật sự, hay là chỉ họ là mình nói thẳng câu là mang gọi là gài kèo. Nếu mình xác định không được thì mình sẽ thẳng thắn từ chối. Mà đi mà nó đem tới được cái lợi cho mình có nghĩa là mình phải đánh giá đối tác này là dù hắn một cái hàng lớn, hàng dài, nên mình không thể từ chối được. Nên là mình thì có nghĩa là đi mà có lợi cho công việc, có tiềm năng cho công việc. Có nghĩa là gì? Dù đối tác này họ là gì, họ đáp ứng 80% của doanh thu doanh nghiệp, thì mình là xác định mức đó là mình phải chấp nhận rồi. Thế giờ còn em gái cũng có câu hỏi đó, mà giả tỷ như anh này bạn trai của em đi, và em là một người truyền thống, nhưng mà công việc của ảnh bắt buộc nó có những lúc nó phải có cái tăng hai tăng ba như vậy, thì đến cương vị là một bạn gái hoặc là sau này một người vợ thì em xử lý như thế nào? Hai người đủ tình cảm thì em sẽ tin tưởng ảnh, nhưng mà em không tin tưởng mọi cô gái xung quanh của anh. Thì đúng rồi, mấy cô gái đó sao tin tưởng được, người đó cũng không có tin đâu, nhiều khi mấy cô gái xung quanh mới tin đó, chứ ông này không tin được. Nhưng mà em có chấp nhận cho chồng mình ví dụ đi uống bia ôm để được những cái thuận lợi trong cái công việc, thì em có hy sinh cái điều đó, em chấp nhận cho người yêu của em đi không? Cái đó thì em chấp nhận được. Nếu phải tin tưởng ảnh, đúng đó là vì công việc, đúng không? Dạ. Mời hai bạn nắm tay nhau qua cái cánh cửa trái tim này. Chị muốn hai bạn có 30 giây nắm tay nhau để xem là nãy giờ nói nhiều rồi, có cái cảm xúc gì khi mình có một cái sự va chạm với nhau như vậy hay không. Mời hai bạn. Được rồi em, ngồi thở thư thả nhìn nhau mình nói một câu trước khi chúng ta kết thúc cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nhiều cái chia sẻ nãy giờ cũng đủ để chúng ta cảm nhận đối phương như thế nào. Rồi mình thanh niên chủ động nói trước mà em. Như bạn của Lên nói, nếu mình muốn xác định lâu dài thì trước tiên là mình phải cho nhau một cơ hội, đó là điều đầu tiên. Còn phía sau đó thì mình không bảo đảm hết, nhưng trước tiên mình sẽ cho nhau cơ hội đó, trong quá trình tìm hiểu đánh giá đối phương đó. Lên, em muốn nói gì không? Mình đến đây cũng là một cái duyên rồi, cho nên là em nghĩ là mình sẽ cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, tại sao mình không bấm? Nghĩ là quan điểm em thì có thể là Lên là không hợp cho lắm. Không phù hợp vì là cổ thụ động quá hay là vì quá thụ động
Em muốn người phụ nữ là nửa này nửa kia. Có nghĩa là ở nhà nhiều khi em về là phải giúp em được tí xíu về công việc. Ta ít nói thôi chứ đâu nói đâu phải là người ta không làm được việc. Người ta rụt rè chứ chưa chắc là người ta không làm được việc. Như bạn cũng lên đánh giá thì quá truyền thống, quá thụ động thì cái đó thì sợ không thông cảm được cho những cái công việc em đang làm. Dạ đúng không? Có khả năng mà thấy thứ hai là làm vậy thì một số công việc em là dù mình xin quyền trợ giúp thì hầu như không có rồi. Ví dụ em làm công nợ đúng không? Hoặc làm một khách hàng nào đó thì đương nhiên là chắc chắn là lên là không có khả năng rất lớn là không giúp được. Em nghĩ gì có công nợ gì trong này nữa, giúp gì có công nợ trong này không nữa. Em ví dụ có nghĩa là hỗ trợ nhau để mà phát triển kinh tế là không được. Ý là vậy gì? Em cần một người có thể khả năng một xíu về phạm phát triển kinh tế. Hiểu rồi. Em cảm nhận như thế nào khi hôm nay ảnh không bấm nút thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em cũng hơi buồn một chút. Dạ. Chị là cảm thấy không có gì buồn. Chị cảm thấy em cần phải va chạm nhiều hơn như vậy. Em phải có những cái cung bậc cảm xúc trong cuộc sống của mình để em có nhiều kinh nghiệm hơn. Chị nghĩ đây mới là những cái bước đi đầu tiên thôi. Đây là một người đàn ông cũng rất là hoạt bát và lanh lợi trong công việc, thành công trong cuộc sống. Hai bạn đều tốt cả, nhưng cũng có thể rõ ràng chị cũng thấy là có một cái gì đó nó chưa có khớp lắm giữa hai bạn. Đó là kinh nghiệm của chị. Nên em không có gì buồn cả. Cái gì nó hợp với mình, cái duyên của mình thì nó sẽ là cái duyên của mình. Chứ bây giờ hẹn hò với nhau, bấm nút với nhau mà nó không trùng khớp thì cũng không đi đến hạnh phúc. Bản thân mình cũng cố gắng thay đổi mình một chút xíu để cho mình có thể năng động hơn, hoạt bát hơn. Thì cái nhiều cái cơ hội trong công việc cũng như trong tình cảm nó sẽ đến với mình nhiều hơn. Nha. Rồi.